Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của chú Hùng Béo. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game khá là mới mẻ đối với team bọn mình. Hôm nay mình cùng với những thằng em sẽ chơi một tựa game nó kết hợp giữa Prop Hunt với cả Dead by Daylight à? Mình chưa chơi bao giờ nhưng thấy mọi người bảo thấy Dead by Daylight và Prop Hunt là bằng Prop Night Protect Prop Machines Capture Survivors. Mình phải bảo vệ cái máy này. Bọn sinh tồn nó sẽ phải sửa 5 trên 7 cái máy. Mỗi lần sửa sẽ được cộng thêm 2 phút. Nếu mà cứu đồng đội thì sẽ cho bọn sống sót được thêm 30 giây, nhưng mà mỗi người chơi chỉ có 2 lần để được cứu thôi. Đấy, cái thứ ba là không được để bọn chúng thoát. Khi mà sửa tất cả các cái máy xong thì người sống sót phải thoát ra khỏi hai cái cửa. Bây giờ nha, tao sẽ để nha theo thứ tự này, Hồ Thanh, Thanh Nguyễn này. Bây giờ tao sẽ để một là Hồ Thanh, hai là Thanh Nguyễn, ba là Hiếu Béo này, bốn là Hoàng. Bây giờ tao sẽ lên random.org. Bây giờ từ 1 đến 4 nhá. 1 đến 4 này. Hai! Thanh Nguyễn. Được trốn cùng anh em rồi. Cho tao chọn nốt nhân vật đã. Ờ nhưng mà này, cái thằng làm quỷ phải tắt mic đi chứ, đúng không? Chứ chẳng ai vào nghe thế hết à. Để tao tắt mic thằng Thanh Nguyễn đã. Rồi. Ok. Ôi về làm gì đấy? Sửa máy đúng không? Cần tuyển thêm một người nữa cho đủ 5. Game 4 người hơi thiếu mẹ nhân lực. Ôi chết rồi. Bấm ấy nhau. Anh em ơi, bấm. Ok. Nó đâu? Thế sao chúng mày bảo là nó đang sửa mà. Bấm chuột, bấm. Ôi kìa. Cứu anh. Oh my god. Chạy đi. Mẹ. Chúng mày dụ ra chỗ khác đi. Dụ ra chỗ anh sửa cho. Đáng sửa, đừng có anh yêu mẹ. Ôi chết rồi. Anh hiểu rồi. Đến cái lúc nó bảo bấm nút cách là mình phải bấm để cho nó sửa, cho nó hoàn thành. Nó đang đâu ấy. Báo cáo đi anh em. Nó đâu ấy. Ôi anh sửa rồi anh. Tiếp này, anh sửa tiếp này. Ôi cái sửa này phải tập trung má ơi. Ôi hỏng mẹ tiếp rồi. Mẹ sợ thế. Tiếp là thằng Thanh nó ở đâu. Cố lên anh sửa được 2/3 rồi. Nó đang đuổi à? Mẹ. Ủa, đang tranh thủ. Sửa lâu lắm em ơi. Cứ chạy đi em ơi. Anh còn hình như cái này được hồi máu. Theo thời gian mình được hồi máu hay sao ấy. Anh sửa gần xong rồi. Rồi anh sửa xong rồi. Anh sửa rồi. Ê. Bây giờ tập trung ở đâu? Map. Đéo biết map đâu ạ. Chắc phải chơi nhiều mới biết map bao ơi. Nhưng mà thằng Hoàng đang ở đâu? Mày phải báo chứ. Anh sửa rồi. Ôi, tao thấy có thằng nằm rồi. Thằng Hoàng nằm rồi. Cứu được không? Để anh ra cứu. Đứa nào đang chạy kia? Thằng Hồ Thanh chạy giữa đồng đúng không? Thằng Thanh Nguyễn hay sao ấy? Thanh Nguyễn nó chạy giữa đồng. Ê, sửa nhanh nhanh. Thanh. Sửa, tập trung sửa ấy. Ủa sao Hoàng lại sống rồi? Cái gì ấy? Ê! Trời ơi, chết mày ơi. Lại hoảng quá, mỗi thằng một hướng ạ. Ờ, anh em không nghe tiếng Hoàng à? Có mà. Thằng Thanh Nguyễn nó giả được thằng Thanh khác. Mẹ. Mày đúng không? Để em ra. Mẹ. Nãy bị con chó Thanh Nguyễn nó lừa. Mẹ tao sợ quá, tao nhả mẹ phím à. Bây giờ mình phải báo cáo mình ở đâu để không bị Thanh Nguyễn nó lừa. Vừa mới nói xong. Không. Bây giờ nó ra mình ấy. Ôi anh lại bị Thanh Nguyễn đuổi rồi. chạy đi. Nó về đấy. Chạy. Ôi tôi xong rồi, mang anh đi thôi. Bỏ ra thằng chó. Mày định làm gì? Lạm dụng trẻ con à? Thằng Wibu này.
Bỏ ra. Chạy đi anh ơi, nó đang ở gần cái chỗ của mình ấy. Ôi. Anh chạy đâu, anh chạy đâu ơi. Ui mày đấy. Ôi nó, ai, thằng Thách nó hỏa, nó cải trang thành đứa con gái đấy. Nó cải trang thành anh ấy, bây giờ nhá. Anh là con tóc đen cơ, anh là con tóc đen cơ. Ôi nó ra, nó đang mở hòm em ơi. Ơ nếu mà mình sửa hỏng mà nó phát hiện à? Vãi lìn. Ôi chết rồi. Nó đang đuổi mày à Hoàng ơi, để anh không biết. Sợ quá, đéo dám canh vào vùng trắng luôn. Tao phải bấm mẹ ở giữa. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Có cái máy ở chỗ cũ của mình à. Ôi chết. Ôi thằng Thanh Nguyễn nó đang ở đây, thằng Thanh Nguyễn nó đang ở đây. Không, thằng Thanh Nguyễn nó đang ở chỗ anh, chỗ cái hòm. Mẹ nó hóa thành đồ vật được luôn ạ. Ê, có một thằng con trai nhá. Có một thằng con trai giống Hồ Thanh ấy. Đừng nhầm nhá. Nó hóa anh. Nó hóa anh Hồ Thanh ấy. Thằng nào đang chạy ấy, phải Hoàng không? Mày đang ở đồng đúng không? Ôi vãi lìn. Nó đang ở giữa đồng ấy. Thì anh đang bảo là thằng Thanh nó đang ở giữa đồng mà. Vẽ chết rồi. Xong chưa, xong chưa? Anh thấy cửa. Kìa, cẩn thận. Ê, nó hóa Hồ Thanh, ấy. Ôi, nó đuổi anh. Ôi. Nó hóa thành cái hộp ở cửa nhà mình ý. Ôi, nó đuổi ai kìa. Nó kìa, chạy đi. Ôi, nó đi. Đấy ra anh mở. Anh sắp mở được rồi, chỗ mình luôn. Cái chỗ cửa sắp tới luôn. 20 giây em ơi. Còn một cái cửa đó, cái cửa còn lại là nó đang ở quanh đấy, nhưng mà cố lên vào và mỗi thằng mở cái là xong. Ôi thằng Hoàng thoát được rồi. À, 2, 1. Oh shit. Ôi còn mỗi mình anh ạ. Vẻ cay ấy nhở. Chó Tài Nguyễn vẻ. Chẳng lẽ vừa cho 4 thằng làm, nghĩa là mỗi map chơi 4 thằng nhỏ, cho 4 thằng làm đủ ấy, hiểu không? Ờ thôi tiếp đi. Rồi lại quay số tiếp. Map tiếp đi, chơi một map cho nó quen đi đã. Thanh là 1 này, Hồ Thanh là 2 này, Hiểu Không Béo là 3, Hoàng là 4 đúng không? Đúng rồi. Tiếp nhá, 1. Đúng vậy. Ai đây? 1. Lại Thanh Nguyễn, thôi đổi đi, tiếp nào. Kéo cho chơi đấy. Tiếp nào. 2. Rồi Hồ Thanh nhá. Thôi cho anh chơi lại con này tiếp đi. Ơ cái con mày ở trong Resident Evil Village đúng không Hồ Thanh? Đúng rồi. Hồ Thanh. À được, tốt. Mẹ tưởng dạ cái thôi tao bàn luôn. Anh em tập trung ấy. Ok, đi đâu hết rồi? Đây kìa. Ơ thằng Hào Hóa này cái cửa này. Đâu, em xây đấy, chặn. Ui, thằng Hồ Thanh ấy này. Chạy. Lại lột quả xây cửa. Ôi Thanh ơi. Đừng. Quả xây cửa vậy đấy. Mẹ bóp vậy. Chạy đi chỗ khác để anh sửa. Đi chỗ khác để anh sửa nhá. Đi. Đây rồi. Đi chưa. Nó ra chỗ khác chưa? Tiếng ở đâu ấy? Đồng cỏ. Anh đang, ok. Anh đang sửa. Kìa. Đâu? Anh tưởng nó. Anh đang sợ rồi, đéo ra bấm. Anh ấy, em nhìn gì? Nó chạy. Ôi
Đi mà đéo bấm nước ta cái cá. Sửa đi, tranh thủ sửa đi, anh nhảy cho. Xây tường, tránh thủ đi, chú ơi. Nó bỏ rồi. Nó chạy. Như cái chiều của con này nó có kiểu mắt diều hâu. Đúng rồi, nó vừa thấy anh xong. Có chiều mắt diều hâu. Chạy đi xuống dưới. Thằng này hét thì thằng kia sửa, cố lên chúng mày. Nó vẫn ở đồng cỏ, nó vẫn đồng cỏ đang đuổi ai ấy. Cứ chạy. Nó vẫn đang đồng cỏ ấy. Con mẹ chết rồi, tao làm hỏng rồi. Sửa đi em đang. Đang sửa. Đang sửa. Chết mẹ rồi. Sửa đi, đang về rồi, đang về. Sửa. Con mẹ rồi. Ôi, bị chói rồi. Bị chói rồi, đây. Cứu. Ê, nó ăn ra chỗ anh. Đang nhảy. Nó ăn đứng đây, ai nó đứng một chỗ rồi ấy. Ok. Nó đi rồi. Nó ăn cổng, nó ăn đồng cỏ. Nó lại chết. Nó đang ở chỗ tôi. Đừng Ok. Đấy, anh thấy mày rồi. Chạy đi. Còn mày. Đang chạy. Đây. Cam. Là cam không? Nó đang đồng cỏ. Đang ra chỗ tháp cho cối xay giói. Không, nó ra chỗ anh. Lần cuối nhá. Lần cuối đấy. Ôi lút đồ kìa. Nó vừa mở. Tôi không có phép khóa. Có mà hả? Tôi chọn cái xây dựng thì không khóa được. Ôi nó đuổi anh rồi, Rồi. Đừng chạy về nhà ngô. Cái thằng này. Ôi xong rồi á. Cô đi vào. Ba. bết tí. Cố lên, nó vẫn đang ở đồng cỏ, đang với anh ở đồng cỏ, đang nhảy, nó dậy nữa. Tí bác rồi, đồng sức rồi. Rồi. Không hoàng khách đi. Không sao, cùng làm luôn, làm luôn, cho anh. Nó đi rồi. May quá chưa ngồi ghế. Bên trái đồng cỏ, bên trái. Ừ đúng rồi, đi. Ô cái này nhảy nhanh vãi đái nhở. Cái pop này nhảy nhanh vãi. Đóng được cửa nhá. Có cửa đóng. Ông vào nhà kho đấy à? À nó vào nhà kho đấy, Để nhảy vào đây á. Ui giời, phá rồi. Trời ơi, tôi xong rồi. Xong, anh sửa xong cái rồi, xong cái rồi. Ok. Ba cái rồi. Ôi, nó lại đuổi anh. Cậu ạ. Đi góc đấy. Đi. Đây, anh đang rụ. Ôi, lại chết. Thôi, chết. Ôi, nó móc anh đi rồi. Từ anh ơi, để em tính. Nó cho anh đi quanh cái đống lửa. Phù thủy cốt kiếp. Ôi, vào nhà. Ôi, nó chạy. Con mẹ. Ô, chạy nhanh ơi, choáng rồi. Ôi, nó lại bắt được anh tiếp. Thôi, anh cao không giờ, chúng mày cố lên. Cứ sửa đếp đi tay kia. Ôi, nó cho anh vào ghế điện rồi. Thôi xong rồi. Đây, đang tính. Ôi, chị đi đâu ấy? Ôi, chị vào đồng cỏ rồi. God save the day. Còn mình quay với Thanh Nguyễn.
Chết rồi. Đi con mẹ mày luôn. Mọi người đâu hết rồi. Bị bắt hết rồi. Còn mình mày sửa đi tranh thủ sửa đi cái lồn quả nửa cam lên. Kia nó ngồi tại bên kia cơ, cứ sửa đi, quay lại sửa đi thách. Sợ. Sửa hết rồi, chỗ này sửa hết rồi. Isekai. Đấy đấy cái chỗ anh sửa cho, cái chỗ anh sửa cho. Chạy. Chạy rồi, thoát rồi. Cái chỗ trước mặt này. Ô cứu được à? Anh béo. Cứu được. Ui, có trái tim đập sắp đến. Trái tim đập ở đây con này. Còn mẹ, chạy đi. Má nó lại cho anh về. Con mẹ. Đúng rồi. Rồi. Cái màu xanh lá cây là sửa rồi nhá. Cái nào không có màu là sửa. Màu vàng không màu. Màu vàng à? Màu vàng hoặc không có màu. Ôi là Hoàng anh nhìn đâu, cứ nhịn cứ đấy anh nhìn đâu. Bên trái, bên trái quá. Chạy. Cố lên, cố lên. Không sao, tay ơi, mày ở xa. Dây. Mày ở xa lắm. Vào đây, đi qua răng rao đây. Gầy đi, gầy đi, tay. Không sợ, không sợ. Dây. Ở đây đéo ghế, Nó ăn nhảy, cứ chạy Hoàng Anh nhìn đằng sau, chạy. Ôi, nó thấy mày rồi. Chạy vào trong đồng đi. Ok. Sao lộ? Thôi đuổi Thanh Nguyễn đi sao ấy? Đúng rồi. Sao đuổi Thanh Nguyễn? Tiếp đi Hoàng. Ừ, hôm nay mở thôi à, đi. Có một cái nữa, cố lên. Nhà cái nó đang xong, Đâu rồi? Cứ chạy vào. Ơi, sửa đi. Đang không biết, đang tìm máy, đang tìm máy. Đi con mày. Đâu biết gì cơ mẹ nữa. Giấu biết máy hảo. Máy kia đâu. Dậy đi Hoàng, dậy đi. Nó không có ghế đâu. Tôi tự nhiên chuyện lòng rồi. Ghế ở đây rồi. Ghế nó ngay đây bị ác. Đây màu vàng ấy, đúng rồi. Đúng rồi. Ôi kia đằng sau. Thôi xong rồi. Nó kem. Kem mấy đái. Dậy đi em, cố lên dậy đi. Rồi dậy đi. Cố đi thôi. Nhưng mà ê, thằng Hồ Thanh nó tắt tiếng kia, nó có tắt mic đâu. Con mẹ thằng nó. Chơi bật đấy. Đâu em bảo, anh bảo em tắt mic. Tao tắt cả tiếng đi, mày nghe chúng tao nói gì nữa. Thằng này nhưng mà nghe có biết cái gì đâu. Em đi mò vậy. Bảo sao nó cứ kem ở đấy ạ. Thôi mỗi thằng làm một ván quái vật thì sang map mới anh em. Map khá. Tôi đã biết chơi map này đâu, tôi đã làm quỷ bao giờ đâu. Ba rồi, đến là tao nha, tao tự động tắt luôn. Đâu để chơi thử con thỏ nhé. Ừ. Phải sửa đồ. Ê anh, giờ anh em tập trung đi sửa đồ luôn này. Có tiền thì ra tìm mấy cái giường ấy. Chú bảo tập trung đi sửa anh em. Ê xuống đây. Rồi ông cứ chạy xuống, tôi đang đứng ở trên. Đâu tôi nhìn. Ủa chị. Tôi ở xuống. Gần cái chỗ cái nhà cái nãy của mình đó Hoàng ơi. Đang tiến lên. Ê đi đi chuyển luôn. Nhảy đâu? Nhảy! Đâu rồi? Nhảy! Đẹp cái ghế ngay đây! Mày đi! Mày ngồi đấy! Quá ghê! Nhìn vào con thỏ ấy, cười kinh quá ấy! Đâu rồi? giải cứu. Uầy. Để đây. Đâu.
chạy. Chạy đâu? Chạy đây. Chạy. Để rồi. Giờ nó chủ động vào nó choáng tôi cơ mà. Ngồi đấy. Chạy đâu hả em? À, khéo quá nhờ. Đèo rồi, đèo, đèo rồi. Chạy. Bắt lên. Đấy, có cái ghế đèo rồi. Mẹ này bảo sao nãy cháu Hồ Thanh nó ngồi kem được ạ, vãi lìn. Nó biết là mình sẽ chuẩn bị ra đấy mà. Đấy rồi, biết mà. Chạy. Chạy. Cho vào đây tiếp. Rồi, thằng Thanh chết rồi, thằng Thanh chết rồi. Bây giờ đi săn với thằng kia thôi. Nãy giờ chúng mới sửa được một cái hòm. Đấy. Ok. À đây rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Lòn thế. Mẹ nó lại thoát được. Cái nó lại chạy. Ấy, mẹ thằng chó Thanh Nguyễn Hồ Thanh có sửa được cái nữa rồi này. Phách 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 tí hiểu không? Cho chúng nó sợ đi phải. Sửa đây, sửa đây. Một phút thôi. À, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ê, Hồ Thanh đúng không? Hồ Thanh đúng không? Nhảy đây. Nhảy đây. No. Mẹ nhảy xa rồi đấy. Bây giờ nó còn một cái thôi. 2 phút. Charlie à, hóa ra thằng Hoàng à. Vãi cả hitbox. Mới còn một cái hò, mới một con. À, 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 à. À, ok à. Ôi à. Ôi à. Quay lại cứu người yêu đúng không? Quay lại cứu người yêu đúng không?
Cứu người yêu. Cứu người yêu. Cứu người yêu. Cứu người yêu. Đồng hoàng sắp phát rồi. Rồi quay lại. Ôi ra đạch đập đồng hoàng tiếp. Đập đồng hoàng tiếp. Đấy, wow. Over time rồi. Cái kéo đi chặn đây. Ơ kìa. Đầu OT thôi. Ơ kìa. Ồ đây quay lại cứu người yêu và cái kết. Quay ghê à.